Phải làm thế nào khi bạn cùng lớp luôn muốn hút điếu xì gà của bạn? Khôi và Kiệt đang chơi game trong lớp thì thấy Liên cứ nhìn sang phía bên này lè lưỡi chảy dãi ưng ực. Kiệt khó hiểu vì chưa từng thân với Liên bao giờ tại sao cô lại làm hành động đó. Nhưng Liên ngọt nước quá nên hai anh cứ nhận là của mình thôi. Liên ở đây ngồi thụp xuống tim đập thình thịch, lại nghĩ cách để làm sao trộm được điếu xì gà của Kiệt. Kiệt vừa đi ẻ xong tay chưa rửa, ngay lập tức đã bị tấn công bởi hai quả bưởi căng mọng của Liên làm anh chỉ biết trúng chiêu hai của điêu thuyền. Liên không ngại thối nên cứ ôm anh mãi thôi, Kiệt thì tay bẩn nên tay dơ không thể làm gì được. Liên càng siết chặt anh hơn, Kiệt còn non tơ, 17 năm nay chỉ biết dùng đầu trên nên đầu dưới anh vô cùng sợ hãi cầu xin Liên tha cho. Nhưng cô không bỏ, cậu đành giãy ra, cậu phát hiện đây chính là người đã lẻ lưỡi nhìn cậu ở góc lớp vừa nãy. Liên thú nhận, Liên thích cậu, Liên muốn rủ cậu đi chơi, cậu có thể chơi Liên theo cách mà cậu muốn, chạm vào mọi chỗ của Liên bất cứ lúc nào. Thế nhưng Kiệt sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, Liên thất vọng chẳng nhẽ bưởi của Liên không đủ to hay sao? Đang nói chuyện thì bạn cùng lớp đi qua, Liên ngại quá nên cũng chạy đi đâu mất. Hóa ra Liên đã nhanh chân núp sau tường, nhận ra Kiệt là một người đàn ông chỉ dùng hai chân chính. Điều này khiến chèm chép của Liên càng muốn ngậm cái điếu xì gà của Kiệt hơn bao giờ hết. Cô phải khép chân lại để kìm hãm con thú này. Vào đến giờ học, Kiệt sợ hãi Liên nên đã nhờ cô bạn cùng lớp đi cùng để né. Thế nhưng có là gì của nhau đâu mà đòi hỏi. Cô về trước bỏ lại Kiệt. Kiệt bơ vơ, về nhà trong lo sợ, mỗi bước đi của anh trở nên nặng trĩu. Đến con ngõ nhỏ thì tự nhiên anh ngã ra đường. Lúc tỉnh dậy, Kiệt đau đầu nhận ra mình đã bị trói nhưng không phải bằng cà vạt hay trên Đà Lạt. Hóa ra là Liên đã bắt cóc anh. Kiệt giãy giụa vì anh biết chuyến này xì gà của anh không chịu được rồi. Liên ra sức xoa bưởi, tiến lại gần anh để quyến rũ. Cô dùng bàn tay xoa dịu anh từ má rồi xuống ngực. Thế nhưng cô quên không mang theo đạo cụ nên đi mất. Kiệt muốn thoát khỏi đây, anh đã ngồi dậy, vớ được cái điện thoại mà cô để quên, sau đó gọi cấp cứu cho cô bạn cùng bàn của mình. Anh vừa gọi vừa mếu, thế nhưng cô bạn kia thì đang bay lắc ăn đường bằng mũi nên không rõ anh như nào. Rồi cô bỏ anh, tiếp đến, anh gọi cho Khôi, khóc lóc rằng anh bị bắt cóc. Thế nhưng đang nói dở thì Liên vào, anh sợ hãi lùi ra rằng sau, Liên không tha cho căng cọt anh, cô ngồi cạnh anh, lại vuốt ve anh một lần nữa. Liên đã nghĩ xem nên ăn phần nào trước của anh, sau đó cô nhốt anh vào tủ quần áo, dùng hết bưởi và chem chém dí vào người anh, ôm anh thật chặt. Thịt anh đến nơi rồi, hai người bạn của anh đột ngột bước vào, gái cùng lớp ra vẻ mạnh mẽ, anh bạn ra tay đấm đấm. Thế nhưng cô bạn cùng lớp lật mặt, đẩy anh vào với Liên rồi đóng cửa chạy mất. Khôi sợ hết cỡ, Liên sau khi được Khôi đè đã muốn làm thịt Khôi. Cô cởi áo, lại gần Khôi, vắt Kiệt anh không còn một giọt protein nào. Nếu là Kiệt hay Khôi, bạn sẽ làm gì? Linh là một cô gái nghèo khổ, nên khi vừa nhìn thấy đăng tin tuyển giúp việc lau cột đèn với giá 10 triệu. Cô liền gọi điện và mong muốn được nhân việc ngay. Vừa vào nhà nhận việc, cô đã ngay lập tức khó hiểu vì trong nhà chả có cái cột nào cả. Cuối cùng Minh, người đang tuyển giúp việc đã đến. Anh ngay lập tức nhận ra cô chính là kẻ bắt nạt anh thời anh còn cởi chuồng tắm mưa. Không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần. Không những vậy, cô còn lấy cả tiền để đi chơi với gái, khiến anh không có nổi người yêu. Thế nhưng cô lại không có bất kỳ ký ức gì về anh. Anh nhớ rất rõ từng nỗi đau vuốt má cô để lại nên đuổi anh ra ngoài. Vì quá nghèo nên cô quỳ xuống xin cho cô một cơ hội đổi đời, năn nỉ anh hết cỡ. Anh thở dài đành chấp nhận. Anh vứt vào mặt cô chiếc váy người hầu và bắt cô mặc để trừng phạt những gì mà cô làm với anh. Nhưng thiếu lắm rồi nên cô không dám phàn nàn. Thậm chí anh còn bắt cô gọi anh là cô chủ. Cô vẫn phải đồng ý. Linh thay đồ rồi, ngọt từ thịt ngon từ xương làm sao. Anh an ủi Linh không phải xấu hổ đâu. Linh ngậm đắng nuốt cay. Anh bắt cô dọn nhà vệ sinh trước, sau đó lại chỉ lên cửa sổ cao tầng, bắt cô với lên mỏi cả nách lộ hết cả đào. Cô chỉ biết chửi thầm. Sau đó, anh bắt cô lau nhà bằng rẻ, dù có chổi lau nhà. Rồi sau đó, bắt cô lau gầm bàn dưới chân anh để có thể ngắm đào là chủ yếu. Đến tối, Linh quá cay cú vì bị anh cho ăn hành nên đã vào phòng anh, có ý đồ vẽ bậy. Thế nhưng anh chợt giật mình tỉnh giấc và đè Linh xuống. Nếu là Minh, bạn sẽ làm gì tiếp theo? Hãy để lại bình luận bên dưới cho DHT biết với nhé!